vậy? Vui mà nó uống dần rồi đâu. Đợi biết tắt với sợ. Dọc cái xe. Chết chết quay xa luôn. Với hậu mặt nó không chỉ là mang cái tâm trạng và tự nhiên cho bản thân
Andy cho là đại diện trách nhiệm của đại diện y tế Michigan, mà đó còn là gọi là thi bằng cả những lời học giải đáp không biết trước cộng đồng, mang cái bằng đó để đi sự chuẩn bị không chỉ là bản thân Hen chuẩn bị mà là có cả ekip của Đại học các chị study đã hỗ trợ Hen trong tất cả vấn đề chuẩn bị. Nhưng mà có nhiều cái vẫn còn thiếu thốn, Hen vẫn tiếp tục nguyện và nguyện gì thì thi xong cửa báo. Vâng ạ. Thì các bạn thiên nhiên mà bị giờ thì nhiên sẽ bị đẹp và hát lên cái này là sợ à, nếu mà nói về áp lực thì không có, nhưng mà bản thân Hen thì chắc chắn đại diện chứ mà ta có những cái lúc và ngoài cái trường chỉ là có cái ưu điểm thì điều đấy làm Hen cảm thấy rất hạnh phúc. Hen không gọi là ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Khi mà có các bạn đạt được giải thưởng thì áp lực rất là cao. Cảm ơn Hen rất là cảm ơn các bạn đã làm việc và bản thân Hen đó cũng là một cái sự cố gắng. Mình phải cố gắng hơn nữa khi mà mình đi thi đấu chính thức mình sẽ đấy đi đầu tiên thì mẹ sẽ đi mà không may mắn chưa dám nghĩ. Nói chung là đây là những cái câu hỏi mà trong tương lai mà hay nghĩ rằng là nhất là nếu mà được may mắn hơn là ở thế giới thì điều đầu tiên là phải chia sẻ như nào tại vì cái tinh thần đó hay chia sẻ từ đầu, nhưng mà cái điều ao ước lớn nhất khi mà thế giới thì em cũng cảm thấy đó là mang sự may mắn của mình, tức là đó là mục tiêu để mà đi đến chiếc vương miện thế giới. Mình không nghĩ là mình sẽ sở hữu hay là tình trạng về nó, mà mình suy nghĩ một mục tiêu nếu mình có được thì đó là gì, đó là cái cảm giác tự hào và đến chiếc vương miện Việt Nam. Điều thứ hai là vẫn một cô gái điều thứ ba là đại diện trên thế giới sẽ mang cái thông điệp tích cực đó dành cho cộng đồng, cũng nghĩ rằng là cái dân tộc thiểu số không chỉ là Việt Nam mà trên toàn thế giới họ cũng có một cái khó khăn và cái cách sống giống như là dân tộc thiểu số trên thế giới Việt Nam, và điều đó cũng là một cái thông điệp mà Hen mang đến các cộng đồng trên toàn thế giới. Và cái ông là gọi là tưởng tượng thôi nhé, gọi là nếu mà được cứu như vậy thì cái cuộc đời mình không và giống như là khi một năm vừa qua bản thân em cảm thấy rất là hạnh phúc vì được đảm nhiệm vai trò chuyên viên Việt Nam, và trong thời gian vừa qua thì tất cả mọi người Việt Nam cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đôi khi em nghĩ rằng là nếu mà trong thời gian tới nếu mà có cái sự may mắn đó thì coi như là đó là một sự chuẩn bị của Việt Nam để mình ra mình mở rộng cái trải nghiệm Việt Nam, mình mở rộng cái công việc Việt Nam để mình lại được một hồi cuối cùng năm nay nào bằng của Thái Lan có làm bằng Việt Nam chúng ta để chuẩn bị không? Tại vì nghe cũng tìm để cho sập trả lại đi tình trạng Thái Lan rất là quen với thực tế ở Trung Quốc mình này. Bản thân Hen nha. Nếu mà nói về đất nước Thái Lan thì hay có theo dõi trên mạng xã hội, và một lần khi đến đất nước Thái Lan thì cũng biết cảm thấy đẹp. Về thời tiết thì hay chịu được, tại vì hay chịu nóng tốt hơn chịu lạnh. Đó là khi được nghe thông báo là đi Thái Lan thì bản thân hay cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ biết là về thời tiết